Dạ, chào anh em. Thì hôm nay em Tùng về cái máy cắt rung của hãng The One, dòng Atomic và không chổi than. Thì nó là sản xuất tại Mexico, sử dụng chung hợp pin 18V của anh em, 20V. Và cái body này giá của nó là 2,5 triệu, nó mới trăm phần trăm, nó có tặng theo một cái lưỡi theo kèm, dòng Atomic dòng nhỏ và không chổi than. Ok, thì em Tùng sẽ gửi đến anh em xem cái Atomic của The One. Thì đầu tiên thì nó sẽ tặng một cái rồi, dòng The One Atomic đây, nó có gài nhanh nha anh em, gài nhanh DCS 354 đấy. Rồi đây là nó sản xuất tại Mexico, chỗ này Mexico. Atomic nhỏ và cái body này giá của nó là 2,5 triệu. Những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Rồi em sẽ mở cái phụ kiện ra cho anh em xem. Đấy. Thì anh em nếu mà anh em mua cái lưỡi này không được thì mình sẽ lắp cái phụ kiện này. Rồi mình lắp trước cho anh em xem. Đấy. Nó có khóa lại chỗ này luôn anh em ha. Rồi cái này tháo lắp nhanh, rồi mình sẽ mở ra cho anh em xem. Thì nếu mà anh em lắp ở bên này cũng được, lắp cái này vào và gài cái này vào đây, thì nó sẽ sử dụng lưỡi phổ thông, lưỡi cắt phổ thông. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì giá của cái body này là 2,5 triệu, hàng Mexico và Mỹ về. Cảm ơn anh em.